Bác sĩ tiết lộ, cứ nấu đậu phụ với 4 thực phẩm này sẽ sống lâu 100 tuổi, bổ hơn cả 100 triệu tiền thuốc. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Chắc hẳn cô bác đã không còn xa lạ gì với các món ăn từ đậu phụ rồi, có đúng không nào? Các món làm từ đậu phụ thường được coi là dân dã, đạm bạc bởi vì chế biến đơn giản, chẳng cầu kỳ, lại rẻ tiền. Tuy nhiên, nếu biết cách chế biến thì cô bác sẽ biến đậu phụ thành một món ăn không chỉ thơm ngon, hấp dẫn, đẹp mắt mà còn vô cùng bổ dưỡng, thậm chí là có thể bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình đấy của bác. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 4 cách chế biến đậu phụ hết sức đơn giản nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Cô bác tham khảo để mình trổ tài cho cả nhà cùng thưởng thức của bác nhé. Đầu tiên là mình kết hợp đậu phụ với rau xanh. Bình thường có lẽ cô bác hay nấu đậu phụ với cà chua hoặc là thêm vào canh đậu phụ một ít rau thơm thôi, có đúng không nào? Ít cô bác nào kết hợp đậu phụ với rau xanh, bởi vì trước giờ không ai làm như thế. Mà mình thì có thói quen là thấy nhiều người làm, thấy hiệu quả rồi mới bắt chước theo. Hơn nữa cô bác cho rằng đậu phụ được làm từ đậu nành cũng là một loại thực vật rồi thì không cần phải bổ sung thêm rau để làm gì. Tuy nhiên sự thật là mặc dù đậu phụ có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như chất đạm, canxi, chất béo, axit amin thiết yếu, thế nhưng nó lại cực kỳ ít chất xơ. Vẫn có nhưng không đáng kể và không đủ để mang lại lợi ích cho cơ thể. Thế nên nếu chỉ ăn đậu phụ không thì cô bác sẽ có nguy cơ bị táo bón. Trong khi đó rau xanh thì chủ yếu là chất xơ rồi. Chất xơ trong rau xanh đóng vai trò hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc được tốt hơn, bao gồm cả tiêu hóa thức ăn, hấp thu dinh dưỡng và đặc biệt là góp phần dọn dẹp sạch sẽ đường ruột của chúng ta. Chất xơ sẽ mang các chất thải cặn bã cũng như lượng dinh dưỡng dư thừa mà cơ thể không hấp thụ được, đào thải ra bên ngoài. Nhờ đó, cô bác sẽ tránh được tình trạng táo bón và hạn chế nguy cơ tăng cân, béo phì của bác nhé. Như vậy, khi cô bác kết hợp đậu phụ cùng với rau xanh thì sẽ vừa thúc đẩy cơ thể hấp thụ tốt nguồn dinh dưỡng dồi dào trong cả hai loại thực phẩm này, vừa hỗ trợ cho quá trình loại bỏ chất thải gây hại cho cơ thể. Hơn nữa, cả đậu phụ lẫn rau xanh đều có chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh nên sẽ tăng cường khả năng chống oxy hóa trong cơ thể, bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do gây tổn thương và gây bệnh của bác nhé. Tiếp theo là đậu phụ với lòng đỏ trứng. Tôi thấy nhiều cô bác khi nấu canh đậu phụ thường đập vào một quả trứng gà. Đơn giản là vì cho trứng vào khuấy lên thì món canh sẽ thơm và ngậy hơn, lại không hề bị tanh. Tuy nhiên, còn có một lý do nữa mà tôi khuyên cô bác nên nấu đậu phụ cùng với trứng, đó là nó sẽ thúc đẩy cơ thể của mình hấp thu canxi tốt hơn đấy cô bác. Đậu phụ và trứng đều có chứa canxi, cái này chắc cô bác đều biết rồi, có đúng không nào? Tuy nhiên, cô bác nào từng tìm hiểu về các phương pháp bổ sung canxi thì đều biết rằng bổ sung là một chuyện, nhưng quan trọng là cơ thể của mình có hấp thu được hay không. Chứ ăn nhiều thực phẩm bổ sung canxi lại uống cả canxi bên ngoài mà không hấp thu được thì phí lắm của bác. Để canxi được hấp thụ một cách tốt nhất thì cần kết hợp với vitamin D. Cô bác thường nghe nói là tắm nắng buổi sáng để bổ sung vitamin D hấp thu canxi có đúng không nào? Thế nhưng sự thật là tắm nắng chỉ kích thích cơ thể sản xuất vitamin D mà thôi. Trong khi đó, trứng gà là một nguồn vitamin D giàu có. Cô bác kết hợp đậu phụ cùng với trứng gà thì vitamin D trong trứng gà sẽ thúc đẩy cơ thể hấp thu canxi nhanh hơn. Ngoài trứng gà thì còn có một vài món ăn như là gan lợn, tiết vịt cũng có chứa hàm lượng vitamin D cao. Tuy nhiên, khi kết hợp với đậu phụ thì không được ngon bằng trứng gà, lại có nguy cơ mang vi khuẩn, ký sinh trùng khó tiêu diệt sạch. Vì vậy tốt nhất, cô bác chỉ nên ăn đậu phụ với trứng mà thôi, cô bác nhé. Thứ ba là nấu đậu phụ cùng với thịt. Đậu phụ với thịt lợn có một điểm chung, đó là đều chứa đạm, khác là một bên đạm động vật và một bên là đạm thực vật. Nhiều cô bác vì để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng tạo ra năng lượng nhưng vẫn muốn giảm cân nên thường ăn đậu phụ thay cho thịt. Tuy nhiên có lẽ cô bác chưa biết rằng đạm trong đậu phụ tuy là đạm thực vật nhưng nó lại khó tiêu hóa bởi vì đậu phụ lại có chứa các axit amin có thể cản trở quá trình hấp thu đạm trong đậu phụ, nên sẽ khiến cho cô bác bị đầy hơi, khó tiêu sau khi ăn. Nhất là cô bác nào vốn dĩ có bụng dạ kém hoặc từng mắc các bệnh về tiêu hóa. Không dừng lại ở đó, đạm trong đậu phụ cũng làm hạn chế khả năng hấp thu sắt của cơ thể chúng ta. Từ đó chức năng tái tạo máu sẽ bị suy giảm. Đặc biệt với cô bác nào đang bị thiếu máu thì lại càng nguy hiểm hơn.
Đó cũng là lý do vì sao các cô bác khi giảm cân lại ăn nhiều đậu phụ thì thường xuyên cảm thấy say sẩm mặt mày, hoa mắt, chóng mặt. Đó là vì cơ thể bị thiếu máu, mà một phần là do ăn nhiều đậu phụ đấy cô bác. Tuy nhiên, cô bác chỉ cần kết hợp đậu phụ cùng với thịt thì sẽ có tác dụng đẩy mạnh quá trình hấp thụ đạm chất lượng cao một cách dễ dàng hơn. Ở Trung Quốc có một ngôi làng người cao tuổi, hơn 30 năm nay không có lấy một ai mắc bệnh ung thư. Cụ bà cao tuổi nhất ở ngôi làng này vừa qua đời vào tầm này năm ngoái và thọ 127 tuổi. Điều đáng nói là cụ bà ra đi hết sức nhẹ nhàng và thanh thản, không ốm đau hay có bệnh tật gì. Bí quyết để sống khỏe và sống thọ của cụ đó là luôn vui vẻ, lạc quan, mặc kệ sự đời, chăm chỉ làm việc đồng áng mặc dù tuổi đã cao và ăn nhiều các loại ngũ cốc, nhất là đậu nành. Và món ăn phổ biến nhất từ đậu nành tại ngôi làng này đó chính là đậu phụ nhồi thịt. Đây cũng là bí quyết và là kim chỉ nam của mọi người dân sinh sống trong ngôi làng. Cô bác có thể làm món đậu phụ nhồi thịt, hoặc nếu không có nhiều thời gian thì mình chỉ cần rang thịt lẫn đậu phụ rán. Miễn sao ăn cùng trong một bữa là được rồi cô bác nhé. Vừa đưa cơm lại vừa hỗ trợ hệ tiêu hóa thì tội gì mà mình không thử, có đúng không nào cô bác? Cuối cùng là mình nấu đậu phụ với tảo bẹ. Có lẽ món này vẫn còn xa lạ với nhiều cô bác ở đây. Thậm chí một số người còn cảm thấy sợ hãi mùi tanh của tảo bẹ nên không thích ăn. Tuy nhiên, đây là món ăn cực kỳ phổ biến ở Nhật Bản và Hàn Quốc đấy cô bác. Không chỉ vì họ quen ăn đồ biển nên thưởng thức được món này, mà vì nó cung cấp nhiều chất thiết yếu và bổ dưỡng đối với sức khỏe của mình, nhất là đối với các cô bác đã có tuổi. Bởi vì đậu phụ có chứa một chất là saponin có thể hạn chế nồng độ chất béo xấu trong máu, ngăn cản quá trình oxy hóa mạch máu nên sẽ ngăn ngừa chứng xơ cứng động mạch, cải thiện các vấn đề về xương khớp, phòng tránh ung thư cũng như tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, mặt trái của nó là chất saponin này có thể kích thích cơ thể bài tiết nhiều iốt dẫn đến thất thoát và thiếu hụt, nhất là khi cô bác ăn đậu phụ thường xuyên trong một thời gian dài. Bản thân mình có thể bị biếu cổ, thiểu năng tuyến giáp, khả năng vận động, làm việc bị yếu đi, lúc nào cũng cảm thấy mất sức. Đối với các cháu nhỏ, nếu ăn quá nhiều đậu phụ thì có thể bị chậm lớn, nói ngọng và chậm phát triển trí tuệ. Trong khi đó, tảo bẹ và rong biển lại có chứa nhiều iốt nên sẽ bù đắp lượng iốt bị mất đi trong quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng trong đậu phụ. Chưa kể, trong những ngày hè nóng bức hoặc là những cô bác nào làm công việc nặng nhọc thì người sẽ nóng lên, toát nhiều mồ hôi, suy nhược cơ thể, dễ bị say nắng do thiếu kali. Đậu phụ lại có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể, giải khát, làm sạch ruột và dạ dày. Còn tảo bẹ lại có chứa nhiều kali nên khi mình kết hợp hai nguyên liệu này với nhau sẽ tạo ra món canh thanh mát, giàu dinh dưỡng và bổ sung các chất điện giải cho cơ thể cũng như thải độc cô bác nhé. Cách nấu món này thì cũng đơn giản lắm, nguyên liệu cũng rẻ chứ không đắt đỏ như nhiều cô bác vẫn lầm tưởng đâu. Cô bác chỉ lưu ý là khi sơ chế thì nên rửa sạch tảo bẹ để loại bỏ hết muối và cát mịn làm mất cả ngon. Đó là tảo bẹ tươi, còn nếu là tảo bẹ khô thì không cần rửa quá kỹ cô bác nhé. Bản thân tảo bẹ hoặc rong biển đã có vị hơi mặn của nó rồi, nên là khi nấu canh thì cô bác hãy nếm thử canh rồi hãy cho thêm gia vị kẻo bị mặn cô bác nhé. Nấu đậu phụ cùng với 4 nguyên liệu vừa rồi, cô bác sẽ có ngay 4 món ăn ngon không chỉ hấp dẫn mà còn vô cùng bổ dưỡng. Thế nhưng ít ai biết được cách chế biến này. Trái lại, tôi thấy nhiều cô bác đang chế biến đậu phụ cùng với các thực phẩm đại kỵ. Ngon thì có ngon thật, nhưng nó có thể gây hại cho sức khỏe của nhà mình. Điều đáng nói là nó không gây ngộ độc mà tác hại của nó là về lâu dài, nên có thể cô bác chủ quan không để ý đâu. Vậy thì nếu còn đang kết hợp đậu phụ với các nguyên liệu sau đây thì cô bác nên thay đổi ngay, kẻo sau này tiền mất tật mang của bác nhé. Trước tiên là đậu phụ đại kỵ với hành lá, nhưng hầu hết của bác đều cho hành lá vào các món đậu phụ. Rõ ràng là khi bỏ thêm hành vào các món như đậu phụ sốt, canh đậu phụ thì món ăn sẽ dậy mùi hơn, màu sắc cũng hài hòa hơn. Tuy nhiên, cô bác không biết rằng hành lá có chứa một lượng lớn chất axit oxalic. Khi axit oxalic gặp canxi có trong đậu phụ thì sẽ làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể chúng ta. Canxi sẽ hoặc là bị đào thải hoặc là bị kết thành tinh thể và lâu ngày sẽ tích tụ lại, hình thành nên sỏi thận trong cơ thể. Như vậy cơ thể mình vừa có khả năng loãng xương do thiếu canxi lại vừa có nguy cơ mắc bệnh sỏi thận nữa. Nếu không muốn sau này mắc lắm bệnh nhiều tật
thì cô bác nên thay hành lá bằng các loại rau thơm khác như là rau mùi tàu, mùi tây hoặc thì là cũng rất thơm ngon mà lại an toàn của bác nhé. Bên cạnh đó, mặc dù trong phần đầu của video này tôi có chia sẻ là cô bác nên ăn đậu phụ cùng với rau xanh, nhưng cô bác nên tránh các loại rau như là rau chân vịt, rau dền, củ cải đường, hành tây, bởi vì các loại rau này cũng có chứa nhiều axit oxalic. Nếu như muốn ăn, cô bác nên trần qua rau trước khi nấu để làm giảm lượng axit của bác nhé. Tiếp theo là sữa bò. Cả đậu phụ lẫn sữa bò đều là những thực phẩm bổ dưỡng và cung cấp nhiều canxi. Nhiều cô bác vì cho rằng ăn chung hai món này với nhau sẽ có thể bổ sung gấp đôi lượng canxi cho cơ thể, có đúng không nào? Tuy nhiên, quan niệm này là chưa đúng đâu cô bác. Bởi vì trong thực tế, nếu cô bác ăn chung đậu phụ và sữa bò cùng một lúc thì sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai loại thực phẩm, thậm chí là ảnh hưởng tới khả năng hấp thu canxi của cơ thể đấy cô bác. Thứ ba là mật ong. Mặc dù chỉ có một vài cô bác là có thói quen dùng mật ong để nấu ăn thôi, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ ở đây. Đó là khi nấu các món đậu phụ như là kho với thịt chẳng hạn thì cô bác tuyệt đối không cho thêm mật ong vào. Bởi vì đậu phụ giàu các chất dinh dưỡng như protein và axit amin. Nó cũng cung cấp chất béo, tinh bột cùng với nhiều loại vitamin và khoáng chất rất có ích cho cơ thể. Còn mật ong có chứa đường tự nhiên và các thành phần dinh dưỡng như là carbon hydrate, nước, vitamin, chất chống oxy hóa, calo. Các dưỡng chất này sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể của bác và hỗ trợ chữa được nhiều căn bệnh như ung thư, đau dạ dày, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy đậu phụ và mật ong tốt là thế, nhưng khi kết hợp cả hai lại với nhau thì sẽ xảy ra những phản ứng sinh hóa với các enzyme, khoáng chất và đạm thực vật có trong mật ong và đậu phụ. Cô bác có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như là đau bụng, tiêu chảy hoặc là bị đông cứng trong dạ dày, sẽ gây ra hiện tượng khó thở, thậm chí có thể dẫn đến hôn mê đấy cô bác nhé. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ, lo lắng. Chỉ khi sức khỏe tinh thần tốt, kết hợp với việc ăn uống điều độ đúng cách thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.